Chào mừng các bạn thân yêu đã quay trở lại với kênh My Home My Life. Hôm nay mình sẽ đưa các bạn tới một nơi rất là đặc biệt của nước Mỹ. Các bạn để ý bên đường có hai đứa nhỏ nó đi xe đạp không? Đó, đây không phải là chiếc xe đạp bình thường đâu nha. Các bạn sẽ thấy đó có hai người ta cũng đi chiếc xe đạp nè. Đây là những chiếc xe đạp rất đặc biệt, không hề có bằng đạp. Xe đạp nhưng mà không có bằng đạp nha. Người ta phải dùng chân chọi xuống đất, đạp xuống đất để đi á. Giống như mấy đứa nhỏ mà nó chơi scooter vậy đó. Rồi các bạn thấy người ta ăn mặc cũng hơi đặc biệt luôn đúng không? Vì đây là những người Amish. Mình sẽ dẫn các bạn tới thăm làng Amish. Đó, các bạn thấy người ta đi xe ngựa không? Vì người Amish là những người chối bỏ những tiện nghi của thời đại. Họ chọn lối sống gần thiên nhiên của thế kỷ mà chưa có xe hơi, chưa có điện, chưa có điện thoại. Sống xa hẳn với thế giới bên ngoài. Và người Amish là người gốc Âu Châu, di dân qua Mỹ ở thế kỷ 18. Tổ tiên của họ là những người Thụy Sĩ gốc Đức. Họ thờ Chúa nhưng họ không theo truyền thống của đạo Thiên Chúa và Tin Lành, tức là phải rửa tội cho trẻ sơ sinh vì tội tổ tông truyền. Giáo phái của họ gọi là Tin Lành Amish. Họ cho là lớn lên mới rửa tội chứ không phải là khi mới sinh ra. Vì họ cho rửa tội hay không là do quyền cá nhân, nên cho phép con cái họ quyết định sau khi lớn lên. Vì vậy họ bị đe dọa bắt bớ nên phải bỏ xứ ra đi. Họ đã đến Hoa Kỳ định cư gần quận Lancaster, bang Pennsylvania. Và đây là ngôi nhà người ta làm ra để cho mình vào tham quan đó, để coi được cái lối sống của người Amish sẽ như thế nào. Thì bây giờ mình sẽ dẫn các bạn vào bên trong ngôi nhà này nha. Đây, mình đã vào phòng khách của người Amish. Họ tin rằng lối sống đơn giản giúp họ gần Thượng Đế hơn, gần nhau hơn. Cho nên họ xây nhà hay là trang trí nhà cửa cũng rất là đơn giản, không có cầu kỳ. Và đây là những cuốn kinh thánh mà tổ tiên họ đem theo từ châu Âu. Và đặc biệt là nó được viết bằng tiếng Đức của thế kỷ 18. Cho nên để đọc được những cuốn kinh thánh này thì ngoài tiếng Anh ra họ phải học thêm tiếng Đức đặc biệt này nữa. Cho nên chỉ có dân Amish mới đọc được những cuốn kinh thánh này thôi nha. Mình vào là mình nhìn mình cũng biết cái gì đó cái gì luôn á. Và đây người ta dùng đèn dầu để thắp sáng nha, chứ không phải dùng bóng đèn như mình. Tiếp theo mình sẽ đi vào nhà bếp và phòng ăn. Thì hai cái này là một, người ta gom lại thành một thôi. Tại vì người ta muốn đơn giản mà. Đó, các bạn cũng thấy có cái đèn dầu ha. Và đây là chiếc tủ lạnh. Các bạn thấy nó cũng lạ quá ha. Nó không phải là chiếc tủ lạnh xài bằng điện mà là bằng gas. Nói chung trong nhà này những cái không có máy móc, không có dùng điện, không có động cơ. Đó, người ta cũng dùng bóng đèn, đèn dầu để thắp sáng như Việt Nam mình thời xa xưa vậy đó. Và đây là cái bàn ăn. Thì đây là người ta đang để đồ ăn sáng. Người ta sẽ dùng bánh croissant hay là bánh mì để ăn sáng. Và trên bàn có một tờ báo. Thì đây là tờ báo của cộng đồng người Amish. Người ta chỉ đọc báo của cộng đồng họ mà thôi. Và tờ báo này thì nghe nói là có hơn 100 năm rồi. Còn đây là cái tủ người ta đựng cái bình gas ở trong á, để sử dụng cho cả căn bếp này. Thì nghe nói hồi xưa, không phải mình nói nha, mà người hướng dẫn viên này người ta nói là hồi xưa thì người ta dùng bếp bằng than, nhưng mà do sau này than đắt quá cho nên người ta không có dùng nữa, mà người ta cũng dùng nhưng mà dùng ít lại, chỉ để dùng cái bếp này nè, để dùng mà sưởi ấm cho căn nhà thay vì dùng lò sưởi hay máy sưởi như thời hiện đại. Còn chuyển qua người ta sẽ nấu ăn bằng bếp gas. Và đây là những chiếc nón người ta dùng đội để đi ra làm ruộng, làm đồng. Đó là những vật dụng trong nhà bếp. Còn bây giờ mình sẽ dắt các bạn đi lên phòng ngủ để xem phòng ngủ có cái gì đặc biệt hơn không nha. Mình thấy rất là thú vị đó. Vừa vào là mình sẽ thấy một bộ đồ nhỏ nhỏ màu đen trắng. Cái này là đồ của con nít mà con trai. Đây là phòng ngủ của con trai nè. Quần áo của người Amish thì rất là đơn giản nhưng chất lượng thì rất là tốt. Họ dùng những cái vải thô sơ để làm quần áo, không có hoa hòe, lòe loẹt gì hết.
vì họ cho rằng họ muốn sống, muốn được cứu rỗi thì phải sống một đời sống khiêm cung, không xa xua, không khoe giàu sang, không đua đòi, nhất là không theo đuổi những tiện nghi vật chất hay là những đồ mốt do con người tạo ra. Cho nên quần áo của họ ăn mặc rất là đơn giản, họ chỉ dùng những cái màu mà không có lòe loẹt như là màu đen, màu trắng, màu nâu, xanh da trời hay tím. Ngay cả cô dâu chú rể cũng ăn mặc rất là giản dị, không có quần áo riêng cho ngày cưới. Thêm nữa là đàn bà sẽ có đội một cái mũ vải mỏng màu trắng ở trên đầu, còn đàn ông thì sẽ đội cái nón màu đen. Và đặc biệt là họ không được dùng nút áo mà chỉ dùng kim băng mà thôi. Đó, các bạn thấy đặc biệt chưa? Và đây là phòng của ba mẹ và em bé nhỏ nhỏ. Vì người Amish á, là người ta không có gọi là gì ta, kế hoạch hóa gia đình, không có hạn chế sinh đẻ mà cho rằng nhà nhiều con là nhà có phúc, là ơn Chúa ban cho. Đó, còn đây là phòng của con gái, của đứa con gái. Thì các bạn thấy vật dụng của họ, nhìn mình vào mình giống như là mình xem mấy cái phim mà người ta chiếu thời thế kỷ 18 rồi gì đó. Nó y chang luôn ha, nó không khác cái gì hết á. Những cái tấm da, cái gối hay là cái đắp này nọ là họ tự làm hết, tự thêu dệt tự làm hết á. Đây, người ta có một tờ giấy để giới thiệu sản phẩm do người Amish làm và được bán với giá 795 đô. Wow, chắc là những cái ra, cái nệm á, cái mền á. Còn đây là những áo quần của em bé gái. Bây giờ mình sẽ đi ra phía ngoài nha. Đây là nhìn trên cao nhìn xuống. Đó thì cảnh làng Amish. Bây giờ mình sẽ đi xuống dưới để coi đi tới cái phòng gì tiếp theo nha. Mình bắt đầu cảm thấy rất là thú vị về người Amish rồi đó. À, đây là cái bếp. Người ta sẽ nấu vào mùa hè, tại vì mùa hè trời nóng thì người ta sẽ nấu ở đây. Còn cái bếp hồi nãy mình đi vào á, thì người ta sẽ dùng cho nấu vào mùa đông. Như bên Việt Nam ha, không có khác cái gì luôn á. Mình đi vào Spring House coi có gì ha. Mình cũng biết là gì hết á. À, nhà này làm sữa. Qua đây sẽ là chỗ ta nuôi thú vật. Đây, trong này người ta sẽ nuôi những con thú vật như là con gà, con ngựa, con thỏ, vân vân. Và mình xin nói thêm về trẻ con của người Amish cho các bạn hiểu rõ hơn nha. Thì trẻ con người Amish đó, khi đến 16 tuổi sẽ được cha mẹ thả lỏng cho tự do nếm mùi đời. Nghĩa là trước khi quyết định chọn tiếp tục đời sống vào khuôn vào khổ của người Amish hay không, thì họ sẽ được dịp chung đụng với thế giới văn minh bên ngoài. Tức là họ sẽ được uống bia nè, được lái xe nè, được đi ra ngoài hẹn hò trai gái lung tung đó, rồi được mặc quần jean. Nói chung là họ sẽ được sinh hoạt như những người Mỹ bình thường. Và sau cái thời gian thả lỏng này đó, thì họ phải quyết định là chọn tiếp tục đời sống như người Amish hay là không. Thì nếu họ quyết định trở về thì phải chịu phép rửa tội, lấy vợ lấy chồng là người Amish và sống một cuộc đời giống như là cha ông của họ vậy. Còn nếu họ quyết định là không tiếp tục chọn đời sống người Amish thì họ phải bắt buộc rời ra khỏi cộng đồng và không bao giờ được quay trở lại. Người Amish họ sống giản dị gần thiên nhiên, dùng sức lao động để sinh sống, cho nên đây là lý do tại sao mà họ sẽ tự trồng trọt, chăn nuôi, làm ruộng rẫy trên mảnh đất của mình. Do đó ở thế kỷ 21 mà họ vẫn sống như thế kỷ 18, tức là vẫn trồng trọt, nuôi bò, nuôi dê, nuôi ngựa, rồi dùng cối xay gió, di chuyển bằng xe ngựa kéo. Còn nếu cần đi đâu á, thì đi đâu xa đó thì họ sẽ thuê xe có tài xế, vì họ chỉ có quyền ngồi trên xe nhưng không được lái xe, không được sở hữu xe. Đó, các bạn thấy không, họ sống quá là đơn giản luôn.
người ta tự làm ra rồi người ta tự dùng chứ người ta không có dùng gì của bên ngoài hết á. Đây, đây là vườn rau, vườn hoa gì đó không biết. Đó, mình nghĩ là vườn rau, người ta trồng đủ loại rau nè. Đó, để người ta lấy, người ta ăn. Đây bên này người ta trồng bắp nè. Đó, rồi người ta thu hoạch thôi. Cái này chắc mình nghĩ người ta bỏ trống nè. Nó thu hoạch hết nè. Có tobacco gì nữa nè. Alfalfa gì đó mình không biết đọc nữa. Rồi bên kia ta nuôi gà. Đây người ta nuôi gà. Người ta nuôi gà luôn đó. Rồi trong kia thì người ta nuôi mấy con dê. Chắc đấy lấy sữa dê. Sữa dê uống với lại làm phô mai được. Phô mai dê. Mình nghĩ vậy. Đây người ta nuôi mấy con dê luôn. Bên mẹ với con với cha gì đó nằm trong đây nữa nè, đúng không? À, mấy chú dê con. Cái này xe ngựa. Vì người Amish quan niệm không ganh đua, không màng danh lợi nên người Amish không cần học cao, đó là quan niệm của họ. Họ có trường học riêng cho con em của mình nhưng chương trình học chỉ đến lớp 8 là hết và vẫn theo quy chế của thuở sơ khai. Bây giờ mình sẽ dắt các bạn xem trường học nha. Trường học tức là chỉ có một cái phòng nhỏ vậy thôi, một cái nhà vậy thôi đó. Đó, mời các bạn đi vào coi bên trong nha. Đây, các bạn thấy bàn ghế bảng gì nó cũ ha, cũ xưa luôn á. Nhưng mà mình thấy có một cái máy quạt xa xa. Và thắc mắc là không biết cái máy quạt này nó chạy bằng điện hay bằng gas, hay là của chỗ du lịch này nó bỏ vào để cho mình quạt. Nếu mà tham quan nóng quá tới bấm xài chơi, không hiểu được. Bây giờ mình sẽ quay phía ngoài trường học. Gọi trường cho sang chứ có một lớp à. Đó, còn đây là cảnh của làng Amish. Nói chung là đi tới Mỹ, một đất nước gọi là tiên tiến phát triển nhất thế giới. Xong mình đi tới đây, xong cái mình thấy giống như là mình bị lạc vào một thế giới khác. Một nơi mà thời gian đang dừng lại. Ở thế kỷ 18, nó xa xưa lắm luôn rồi á. Cảnh vật nhìn rất là yên bình luôn ha. Phía ngoài thì thấy xe đang chạy tấp nập. Còn bên trong này thì thiệt không thể tưởng tượng được là ở trên đất Mỹ lại có một cái ngôi làng bình yên đến lạ. Còn đây là cửa hàng. Người ta sẽ bán những... ngoài bán người ta sẽ trưng bày những cái đồ để làm ruộng, làm nông vậy đó. Mấy cái đồ kéo này nọ. Nhưng mà không có máy móc đâu nha. Đó, các bạn thấy không? Nhìn vào là sống y như mấy cái phim mà người ta đóng ở thế kỷ 18 luôn á. Mà bây giờ mình hỏi ha, thì giả sử như cho mình ở lại đây không? Phải cho mình, cho các bạn nữa. Đi vào đây ở thì các bạn sẽ ở được bao lâu? Mình thì chắc được một ngày maximum. Tại vì sao? Vì không có điện, không có internet, không có máy quay phim, không có điện thoại. Lấy đâu ra mà làm video up YouTube đi trời. Giờ mình sẽ dắt các bạn đi tới một nơi rất là đặc biệt luôn. Đây, chợ. Đó, đây là chợ nè. Smokehouse. Nhìn thử vào bên trong có gì không? Trong này người ta sẽ bán những đồ do người Amish làm ra hoặc là những đặc sản của người Amish. Đó, mình sẽ quay một vòng cho các bạn xem ha.
mình đi ra nha, tại vì cũng không có cái gì gọi là đặc biệt hết. Và mình nói thêm về người Amish thì họ sống gần gũi, thân thiện với nhau á, họ giúp đỡ lẫn nhau. Cho nên là họ khi mà cha mẹ họ già yếu thì họ sẽ chăm sóc ở nhà, không có đi tới viện dưỡng lão. Rồi họ không có muốn nhận tiền an sinh xã hội, không nhận tiền trợ cấp của chính phủ, vì họ có một mạng lưới gọi là an toàn. Vì gia đình hay cá nhân nào mà cần giúp đỡ thì được cả cộng đồng cưu mang. Do đó là họ đóng thuế an sinh xã hội như mọi người, nhưng mà họ đã phản đối cái thứ thuế này. Cho nên năm 1965, Quốc hội Mỹ đã ra luật là miễn thuế an sinh xã hội cho người Amish. Và trong thời chiến, khi còn chế độ quân dịch, họ xin được làm việc thiện nguyện tại bệnh viện hay là các cơ quan khác thay vì đi lính, vì họ tin chủ nghĩa bất bạo động. Và họ sẽ không có giao dịch với ngân hàng. Khi mà ví dụ như họ mua đất hay mua nhà để mở rộng á, thì họ sẽ trả tiền mặt luôn, chứ không có vay ngân hàng hay gì hết. Các bạn thấy họ có ngầu không nè? Ngầu quá đi chứ lị. Rồi bây giờ mình đã tham quan xong cái làng Amish rồi, thì bây giờ mình sẽ tiếp tục đi vào thành phố, trung tâm thành phố của Lancaster, tới cái chợ mà nơi người Amish người ta sẽ đem đồ hàng hóa ra chợ đó bán nha. Như mình nói thì người Amish họ sẽ tự trồng trọt, chăn nuôi để sinh sống, và họ không có thích phụ thuộc vào bên ngoài. Họ muốn sống một đời sống tự lập. Nhưng mà tại sao họ lại đem đồ hàng hóa ra ngoài chợ bán? Thì các bạn biết đó, dân số của người Amish thì ngày càng tăng, vì họ không có kế hoạch hóa gia đình, mà họ sống bằng nghề chăn nuôi trồng trọt. Thì đất đai á, nó đâu có tự nở ra hay là nó cũng sinh sôi nảy nở theo như giáo dân của họ đâu. Thì bắt buộc họ phải tìm cách để sinh sống. Thì họ sẽ đem những hàng hóa đặc sản của mình đem ra ngoài chợ bán. Thì đây là cái chợ mà nơi họ sẽ buôn bán chung với những người Mỹ khác. Nhưng mà các bạn ơi, hôm nay thứ Bảy, mình đi thứ Bảy thì 2 giờ chiều là nó đóng cửa, mà mình tới nơi là 2 giờ 5 phút. Trời ơi, trễ có 5 phút thôi mà tất cả hàng hóa là gì người ta đã đóng, nói chung là người ta phủ khăn lên chai đóng là hết rồi. Mà nhìn cái chợ này giống chợ Bến Thành Tân Định ha, giống ghê luôn á. Thì nói chung người ta, người Amish sẽ buôn bán chung. Thì các bạn thấy người Mỹ nhiều, một vài, chỉ có một vài, cũng phải một vài mà một số ít là người Amish. Thì các bạn sẽ bắt gặp được một vài người. Mình không có quay cận mặt hay là quay rõ, là tại vì người Amish người ta không có thích chụp hình hay quay phim. Cho nên khi các bạn đi tới Lancaster để thăm, để coi người Amish đó, thì các bạn nên biết cái điều này để tránh không có chụp hình ngay cái mặt họ nha. Tại vì họ không có thích đâu. Tại vì giống như mình chụp họ rồi mình đem ra mình bàn tán giống như là sinh vật lạ, họ không có thích. Đó thì chợ ở đây người ta đã dẹp hết rồi, nhưng mà mình sẽ quay một vòng cho các bạn xem sơ sơ nha. Đây các bạn sẽ thấy phụ nữ người Amish, đó, ta mặc đồ như vậy đó các bạn. Và đây là bên ngoài của ngôi chợ có tên là Central Market. Nó nằm ở Lancaster. Thì bạn nào có dịp đi tới Pennsylvania, tới thành phố Philadelphia, thì nhớ đừng bỏ lỡ cơ hội tới thăm người Amish nha. Rất là thú vị luôn đó. Mình thấy một lối sống rất là đơn giản, cho cuộc đời nó thanh thản. Và đây mình xin kết thúc video của ngày hôm nay tại đây nha. Và nếu bạn yêu thích thì nhớ nhấn nút like và đăng ký kênh nha. Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. À biến thôi.